Nếu bạn là người trẻ đang khao khát tìm kiếm những lời khuyên hữu ích cũng như những chia sẻ của những người thành công, thì đây là video bạn không thể bỏ qua. Happy Life xin chào các bạn. Bạn có cho rằng người thành công thì nói gì chả được? Có thể điều đó đúng, nhưng đứng ở góc độ một người đạt được thành tựu nhất định trong cuộc sống và có mong muốn chia sẻ lại cho những người đi sau, đặc biệt là người trẻ, thì lời khuyên từ những người thành công nhất là chẳng bao giờ thừa cả. Richard Branson, đừng bao giờ tiếc nuối cái gì đã qua, hãy tập trung vào điều tiếp theo. Đó là điều mà mẹ Richard đã dạy cho ông. Quãng thời gian mọi người dành ra để chìm đắm vào thất bại, thay vì đặt khoản năng lượng đó vào một dự án khác, luôn luôn làm tôi ngỡ ngàng. Đồng sáng lập và chủ tịch tập đoàn Virgin cho hay, đừng coi thất bại đó là một trải nghiệm tồi, mà là một quá trình học tập thôi. Steve Jobs, đừng chỉ theo đuổi đam mê, theo đuổi cả những thứ lớn lao hơn bản thân bạn nữa. Khi Jobs đã ốm yếu và ngồi đàm đạo với người bạn Walter của mình, tác giả của cuốn tiểu sử nổi tiếng về Steve, ông đã nói, chúng ta luôn nói về việc theo đuổi đam mê. Tuy vậy, tất cả mọi người luôn là một phần trong dòng chảy của lịch sử. Chúng ta có nghĩa vụ tạo ra thứ gì đó có ích cho cộng đồng, cho nhân loại để đặt vào dòng chảy của thời gian. Để rồi 20, 30, 40 năm sau, mọi người sẽ kể lại, có người này không chỉ có một đam mê, mà anh còn quan tâm đến việc tạo ra sản phẩm, đem lại giá trị cho những người khác nữa. Sheryl Sandberg, không có con đường nào đi thẳng đến mục tiêu của bạn. CEO của Facebook đã từng nói rằng bạn không cần phải biết hết tất cả mọi thứ. Sheryl Sandberg khuyên chúng ta có một khao khát và mục tiêu lâu dài kết hợp với việc vạch ra rõ ràng một kế hoạch 18 tháng. Khao khát dài lâu sẽ giúp bạn mơ ước to lớn hơn, trong khi kế hoạch ngắn hạn sẽ thúc đẩy bản thân chúng ta và nghĩ về cách chúng ta phát triển chính mình trong vòng 1,5 năm tiếp theo. Tự hỏi mình xem mình sợ điều gì và mình có thể phát triển thêm ở lĩnh vực nào. Đó thường là những thứ mà bạn nên thử. Bà nói thêm, Warren Buffett, hãy luyện tập sự hài hước và kiên nhẫn. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2010, Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway kể rằng lời khuyên tuyệt vời nhất ông từng nhận được đến từ thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Ông ta từng nói với Buffett, đừng bao giờ quên điều này, Warren. Ông có thể nguyền rủa gã này vào ngày mai. Ông hoàn toàn có quyền. Vậy nên cứ trật tự trong hôm nay đã, và đợi xem đến ngày mai ông còn có cảm giác khó chịu ấy nữa hay không. Trong cuộc họp cổ đông năm nay, Buffett cũng trả lời câu hỏi của một học sinh lớp 7 rằng chìa khóa cho việc kết bạn và luôn vui vẻ với đồng nghiệp là học hỏi cách thay đổi hành vi của bạn để bản thân thêm trưởng thành, đồng thời phấn đấu cùng những người bạn ngưỡng mộ và áp dụng những giá trị họ có. Bill Gates, tối giản mọi thứ. Đây cũng là điều mà Bill học được từ người bạn thân Warren Buffett của mình. Nếu bạn có cơ hội nhìn thấy quyển lịch làm việc của Buffett, nó cực kỳ đơn giản. Bạn nói chuyện với ông về một vụ đầu tư vào một doanh nghiệp được cho là hấp dẫn. Ông sẽ biết một vài số liệu và thông tin cơ bản về doanh nghiệp đó. Và nếu mọi thứ tốt đẹp và không rắc rối, đó sẽ là nơi ông chọn để đầu tư. Ông ấy luôn có một mô hình cho mọi thứ, một mô hình có tính chất tiên đoán và có hiệu quả trong dài lâu. Đó chính là khả năng tối giản hóa mọi thứ của chúng ta. Chỉ tập trung vào những thứ thực sự quan trọng, khả năng tư duy qua những thứ căn bản. Đó là bản chất đặc biệt của một thiên tài. Tony Robbins, luôn luôn phát triển bản thân bằng cách học thêm kỹ năng mà bạn đang thiếu. Trước khi trở thành một trong những nhà diễn thuyết truyền cảm hứng nổi tiếng toàn cầu như ngày nay, sự nghiệp của Tony Robbins cũng không đi đến đâu cả, mặc dù ông làm rất nhiều giờ một ngày. Cho đến một ngày, người cố vấn của ông cũng từng là một nhà diễn thuyết nổi tiếng, Jim Rohn, chỉ cho ông những lỗi lầm. Robbins kể, Tony à, anh đang mong đợi gặt hái thành quả quá nhanh. Giá trị của bản thân anh trên thị trường được định đoạt bằng khả năng anh có thể cống hiến nhiều hơn những người khác được bao nhiêu. Nếu anh tìm ra cách cống hiến nhiều hơn cho những người trong công ty của anh, cho nhân viên, cho khách hàng của anh nhiều hơn những người khác, thì thành công ắt sẽ đến thôi. Nhưng để làm được như vậy, anh phải tiếp tục trau dồi kỹ năng đã. Lloyd Blankfein, cứ bình tĩnh. Tổng giám đốc điều hành Goldman Sachs cho rằng đây là một trong những lời khuyên tuyệt vời nhất mà kể cả chính ông cũng không làm theo thời ông còn trẻ. Ông giải thích, khi bạn chơi một môn thể thao hay làm bất kể điều gì trong đời mà bạn cứ nhắc hay lên gân lên cốt thì mọi thứ không bao giờ khá lên được. Ví dụ như bóng chày hay golf, bạn càng thả lỏng cơ thể thì bóng bay càng xa. Chúng ta phải biết lấy nhu thắng cương. Nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy căng thẳng thì không phải là bạn đang làm mọi thứ tốt hơn đâu. Arianna Huffington, đừng làm việc quá sức. Đồng sáng lập Trang Huffington luôn khuyên giới trẻ khao khát theo đuổi giấc mơ của họ bằng cách cân bằng cuộc sống. Bà viết, chúng ta đã có cái ảo tưởng biết bao lâu nay rằng cái giá phải trả cho thành công đó là làm việc đến kiệt quệ. Bà còn ước gì có thể quay về quá khứ để nhắc nhở một Huffington thời trẻ rằng, Arianna à, hiệu suất làm việc của ngươi rồi sẽ tăng mạnh hơn nếu nhà ngươi chịu khó nạp năng lượng và làm mới bản thân. Không chỉ lúc nào cũng biết làm việc như vậy. Đừng nghe mấy lời khuyên kiểu cứ làm tới đi, bất chấp tất cả nữa. Ngay cả Mark Zuckerberg cũng bảo nên chấp nhận rủi ro, nhưng đừng làm điều điên rồ cơ mà. Bạn thấy sao về những phát ngôn này? Happy Life hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy điều mình cần thông qua những lời khuyên đáng giá, cải thiện cuộc sống hiện tại và xây dựng cho mình một bản kế hoạch phù hợp để phát triển hơn ở tương lai. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho Happy Life biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ xem đầu tiên để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.